Và rồi xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình là Tí Tiền Tỷ và hôm nay chúng ta lại tiếp tục với series sinh tồn trong phần chơi ADK. Và trong video ở tập trước đó các bạn thì mình bắt về được hai con siêu bot luôn các bạn, sau khi thử nghiệm cho nó ăn cái chip bò Garden á. Trời ơi, bắt về được hai con siêu bot một cách rất rất là đơn giản luôn ha. Hai con siêu bot, con tinh tinh khổng lồ với lại con Gigant này rất là OP các bạn. Thì có nhiều bạn comment ở tập trước kêu mình là thử cho cái con Gigant đi đánh thử với lại con bot 10 tỷ máu đó các bạn, xem coi được không á. Thì hôm nay đó là mình đi bằng con ngựa này, mình quay trở lại chở con boss các bạn. Chở con boss là chở cái bìa rừng, cái khu gần cái chỗ núi nè. Thì có con boss giống như con Kerry đó bạn, con móng vuốt á, con Kerry á mà nó tới tận 10 tỷ máu lận, hình như 10 tỷ mấy lận á. Còn nó đâu dưới này nè, nhớ nhớ đây 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 đây, nó thấp thoát ở trong cái khu rừng nè các bạn. Đó 10 tỷ, à 10 tỷ 8, level chỉ có 280 thôi các bạn, mà số lượng máu nó rất là kinh khủng luôn á. Bây giờ mình cứ để con này của mình đâu giờ nè, khu vực trên núi này, để trên núi các bạn. Cho đó thì kéo cái con Gigant của mình qua đây, Tyrant nè đó. Bây giờ thầy cho con ngựa này về đi, mình sẽ cưỡi con Gigant để mình chiến đấu á. Được, bye bye em ngựa nha. Bây giờ xuống dưới nó đây các bạn, nó thì thuộc dạng là bị động á. Mình lại gần nó không đánh mình các bạn, rồi mình bắn nó thử coi sử dụng chiêu nổ nổ đâu rồi. Chiêu nổ nổ là à, đại 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 đại, ủa chiêu nổ nổ là chiêu chuột phải à, hoài một phát một kìa, mấy chục triệu đam kéo đi một giây lên luôn á. Và xem em nó coi, ây chà, được được được, đánh được nha, đánh được đánh được. Nếu mà mình cắn thường á thì được có 2 triệu đam đó các bạn, còn chiêu nổ này thì quá là OP nha, nó kéo đi một giây và đánh thằng nhỏ bay tốt bên kia cái kia luôn nè. Nhưng mà chiêu này hơi lắc một chút và thêm một cái nàng quỷ, trời 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 trời, được á, đánh một cái nè, gần như là nó không tiếp cận mình được luôn các bạn nè. Cái nó lại gần một phát nổ một cái 42 triệu đam và thêm một cái nữa nè. Trời ơi, nó còn 2 tỷ 9 nè các bạn, 2 tỷ 9 hả, đó đẩy ra 1 tỷ mấy nè và thêm một phát nữa. Ok, họ vẫn chưa chết hả, thêm một cái nữa. Ok, trời ơi, rất là đơn giản, gần như nó không đánh mình được luôn các bạn. Con này có khả năng đánh mặt lùi nữa với mấy con máu nhiều nhiều. Và nhận được cái tim với lại cái này là đúng rồi nè, phiên bản để có thể summon cho con Megabot Titan các bạn, phiên bản có thể thu phục được luôn nè. Và lên được thêm tụ 6 cấp thôi à. Con này của mình thì hôm nay mình sẽ chế tạo cho nó cái vật phẩm để có thể xem được cái điểm mình cộng các bạn trong này nè. Cái level up content nè, cái level up thì nó level trong này đó. Trong này thì cần có gì đây, bấm không được à, cần có một cái fiber nha. Fiber mình không có, đây đây, dưới này có mấy bụi berry xuống lụm là có đó mà. Đó có liền, mình sẽ cộng chế tạo luôn một cái để cho cái con Gigant này của mình vô các bạn, để mình cộng điểm cho nó dễ dàng hơn, biết khi nào nó tối đa chỉ số dễ hơn nha. Đó, ui mới có 100 mấy các bạn, 147 điểm thôi mà nó quá là quỷ diệt luôn á. Đã vậy nó còn đánh kéo đi một dây đam lên nữa chứ, ai chịu cho nổi. Bây giờ mình sẽ summon nó luôn á, để như đâu đó phong thủy đẹp đẹp một chút, mình sẽ summon mấy con này ra luôn, chắc là ngay chỗ này luôn đi ha. Sau khi đánh xong mấy con nó tem thì quất luôn một hóa. Nó đâu rồi à, đây 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 đây, nó trên đó xuống nè. Ủa nó vừa 1.500 các bạn, 1.560 mấy chỉ số turbo nó kìa, 48.000 máu 200 mấy, máu 200 mấy chục ngàn thôi bạn, chứ không phải tỷ tỷ máu giống như là cái con phiên bản nó tem á. Cái con phiên bản tem thì được nét số rất là nhiều, chỉ số của nó nếu mà mình thu phục chắc bị âm xuống quá. Chỉ số máu nó kìa, có 200 mấy sẵn bạn, chỉ số đam cũng 200 mấy luôn á, level hơi bị cao luôn á, và 4.800 turbo á. Bây giờ thì chắc phải lo con khỉ của mình qua chứ biết sao giờ. Đây đây, kéo con khỉ của mình qua phía bên đây. Khỉ của mình thì đây, nó được lên top đầu luôn bạn. Ở tập trước thì cái con bờ te của mình ra đi rồi, bây giờ phải nhờ tới sự hỗ trợ của em nó thôi. Rồi bye bye Giga nha. Bây giờ thì đã đến lúc một phô diễn sức mạnh của cái con khỉ này rồi. Con khỉ này thì mà không mạnh đâu, chủ yếu là đánh tăng turbo thôi. Có khi nào con khỉ mình đi luôn đây. Khỉ của mình phải nè, đã được trang bị cái nón. Ok, nhào vô, cào vô cái đuôi của nó một cái, rồi chạy 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 chạy. Ok à, nó nổi điên rồi các bạn, đánh một phát thì được 110 mấy ngàn rồi. Lên trên núi mình đứng cái ném phân cho nó một cái cho nó chậm lại không? Mình sẽ để máu, máu trong này thì mình có cái bình này nè, để máu sẵn, có gì uống cho nhanh nha.
ném phân cho nó đằng trái các bạn, cho nó chậm lại. Đó, giống như ứng chú phân rồi. Đó, dao cao phát lên, lượn lượn qua lượn lại, hit and run với nó. Ok. Hit and run được. Ấy da, ấy da, ấy da, ấy da, ấy da, ấy da. Úi da. Nhảy 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 nhảy. Ồ, 400 mấy chục ngàn tôi bơ. Ôi, tính là nó đánh mình không đau lắm đâu. Nhờ vào cái nón nó đánh mình không đau á. Và cho nó thêm cục phân cho chậm lại nè. Rồi, dồn luôn cũng được mà đúng không? Dồn luôn được nè các bạn. Ây da, nửa nửa cây rồi, nửa cây rồi, nửa cây rồi, không được. Ok, nửa cây thì ra phía bên ngoài để uống vô một cái. Rồi, quay trở lại chơi tiếp. Cho nó chậm lại một cái nè. Rồi. Bài luôn mà con này bị nhanh quá. Nhờ vô, chơi luôn. Chơi luôn, nửa cây rồi sau đó thì mình chạy ra phía bên ngoài. Vẫn còn có thể đánh được thêm nữa nè. Vô thêm một cái nữa. Rồi, chạy 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 chạy. Lên trên núi. Con này thì nhảy lên trên núi, con kia chắc lên không được đâu. À, nó dưới nè, uống bình máu cho tiếp tục và được một một triệu tuber các bạn. Đây, 1/4, 1/5 đoạn đường rồi đó. Dòm luôn nè, nếu mà mình dòm về thì con này của mình không biết chịu nổi không. Dòm tới luôn thử nha, canh nó tuột xuống khoảng tầm nửa cây máu các bạn, rồi mình cho nó uống vô. À, để yên ông máu nha, tuber nó tăng lên từ từ đó, được nửa cây. Ây da, sốc 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 ghê, con chuột đâu rồi? Ok. Ôi ôi, lâu lâu nó khóc đam cái ống máu vô tụt, nó giật giật xuống ghê quá vậy, hồi hộp quá đó đó đó, nó sốc xuống kìa. Ok rồi. Ôi ôi, đánh cái con này đau tim quá vậy. À, bắt đầu uống máu vô, chỉ sợ không nhìn thấy con chuột thôi à. Và lui lui ra một cái đi anh, lui lui cái cho con khỉ nó thở thở cái. Ngợp quá ngợp quá, mình cũng bị tụt máu kìa các bạn. Ồ, khi mà mình ngồi trên lưng con này thì vẫn bị mất máu đi từ từ, còn có nửa cây thôi à. Tôi đứng trên này phát mình cũng cần phải có máu nữa. Để chết chết chết, nó lên tới lên tới lên tới, nhảy. Ok, bye bye nha. À, nó lại quên mình rồi các bạn. Mới nhảy đi một đoạn mà nó quên mình mục tiêu rồi, và mình cũng cần có máu nữa các bạn. Không những con khỉ mà mình cũng cần có máu. Rồi, khỉ cũng đã hồi phục xong, bây giờ thì quay trở lại để nghênh chiến tiếp thôi. Quăng thì bây giờ thì hết rồi, hết quăng để chọi rồi. Nhào vô chơi thôi, mọi thứ cũng đã ổn và em nó được 3,8 triệu là chỉ còn 1 triệu tuber nữa thôi. Dòm luôn, dòm luôn. À, bây giờ nó chuyển sang trạng thái bỏ chạy rồi các bạn. Ôi ôi, dễ 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 ha. Hay rồi, quan trọng là nó có ăn cái Golden Triple bò giống như hai anh em lần trước không nha. Tiret ghi vàng, anh ghi gam vàng với lại con tinh tinh khổng lồ hay không. Nếu ăn được thì quá là đơn giản luôn á, còn không ăn thì hơi mệt đó nha. Cái Mega Magic đó là căng lắm luôn á. Và thêm một cái nữa. Ok, em nó đã xỉu các bạn. Bây giờ thì xem xung quanh đây có nguy hiểm gì không. Có mấy con đục đô này thôi, xung quanh cũng an toàn. Và xuống phía bên dưới cho nó cái Golden Keeper vô. Hôm nay có 9 cái luôn á. Và ăn không? Đây rồi các bạn, ui cũng ăn luôn ha. Giống như những anh em lần trước, nó cũng ăn luôn. Và lên cửa liền được không? À, cần có cái wow, nó vào cây luôn hả? Nó đánh cây thì ui farm được gỗ luôn đây các bạn, nhưng mà cần có yên chuỗi ha, vậy là nó có khả năng farm được rồi. Con này giống giống như con the đi á. Và trên tay của nó nè các bạn, khi mà nhìn á, bật cái ống dòm lên dễ dàng nhìn thấy hơn ha, giống như kiểu cầm hai cây, đúng rồi, nó cầm hai cây kiếm các bạn. Và dưới chân của nó thì cũng có thêm hai cây kiếm nữa nè, nhìn nó ảo ma dữ ha. Nó có cái sừng và hai cái súng hai bên nữa ha. Rồi phải 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 wow, hình như đánh đánh thường phải không, 1,8 triệu các bạn, đam vật lý của nó đó. Trời trời trời, ghê vậy. Con này mạnh đây, nhìn nó có hai cái sừng ở phía bên trên giống như con hưu test vậy đó, và có hai cái súng hai bên đó. Coi chắc khả năng bắn gì rồi, mình sẽ để nó ở đây đi các bạn. Bên dưới này có cái tổ, có thể ly ở cái tổ này, có loot được không đó? Hay là đào. À, loot được nè, xi măng nhiều lắm. Có cái thể ly lại đây không? Loot luôn, loot luôn. Ok, lên một ít nha. Mấy con thể ly lại gần nè. Con này thì cũng vanilla thôi, tưởng em nó được. Thôi, không la cả đây nữa các bạn, về chế tạo cái yên chuỗi mới được. Vậy cái căn cứ đi. Con đó là tên là Titan nè. Titan đó thì hình như lần trước mình tìm cái yên Titan, mình thấy có cái yên trong này nè. Đây nè các bạn, đó, yên Titan nguyên tố. Hay cái yên Titan thì ra nó ở trên này, còn có da, có ngọc trai đen. Ui, dễ 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 dễ. Được 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 nha. Chúng ta chuẩn bị được gửi con siêu boss mới rồi.
Titan đài 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 bấm một trái luôn. Ok, ngon lành, được thêm một cái trái em. Cái này giống giống kiểu trái tim của nó nè, trái tim Titan nè. Ở đây thôi, lấy ra luôn, được thêm một cái anti-fat nữa. Ngoài ra thì cũng không có gì đặc biệt, chỉ có đúng duy nhất là một phiên bản tem của nó là ngon nhất thôi các bạn. Bây giờ thì chuẩn con khỉ, hay là mình đi về, mình quay trở lại chỗ cũ một mình thôi các bạn, không cần phải đi chung với mấy con kia đâu. Lắp yên cưỡi lên nữa thôi là chúng ta có thể ở sức mạnh của em nó với bộ kỹ năng rồi. Hồi nãy mình đánh nó không thấy nó sử dụng kỹ năng gì hết á, nó cứ đánh thường thôi các bạn. Bây giờ thì thử thôi, đây đánh thường nè, cội farm 900 gỗ một cây lên 2.000 mấy nè, 1.000 mấy có khi 2.000 mấy. À, cộng dồn nó được cộng dồn vô. Và thử đánh thường thử một cái nha, trời ơi đánh thường 1.800.000, 1.800.000. Lần trước thì con phi giga hình như đánh có 500 mấy thôi các bạn, giga vàng của mình á, còn con tinh tinh không là hình như 400 mấy, còn con này đánh thường tới tận 1.000.000 mấy luôn á. Rồi sử dụng kỹ năng ha, đây 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 đây, wow, kỹ năng của nó là cái bắn bắn ra cái gì đó các bạn, 22 triệu đam một hit, quá trời bắn xa lắm luôn á, suốt ở phía bên ngoài kia luôn. Hình như mình thấy là nó, đúng rồi. À, nó phi kiếm các bạn, nó bắn ra những cây kiếm rồi luôn. Vậy là con này phải gọi là con ma kiếm rồi các bạn. Cái con này còn carry ma kiếm rồi, nó phóng kiếm ra nè, 20 triệu đam cho một hit, không quá dữ dội ha. Bắn hình như là, ủa, bắn lên trên được không? Ồ, nó cũng bắn xuống đất thôi các bạn. Kiếm này gọi là kiếm điện nữa, vừa có hiệu ứng hắc ám màu tím tím mà còn có thêm cái hiệu ứng điện nữa, nghe nó kiểu nẹt nẹt điện ra. Bắn mấy con trên bờ thì được có 2 triệu đam các bạn, còn bắn xuống nước thì đam cao hơn á. Cây kiếm này mình có cảm giác như là nó 10 triệu đam kìa, nó lướt đi trên mặt nước hay sao đó các bạn, đúng không? Khi mà bắn dưới nước thì cái hiệu ứng nó chạy đi rất là xa nha, còn khi mà bắn ở trên bờ nè, nó bị gì rồi? À, đây đây, nó hơi bị lún dưới đất một chút các bạn. Đây mình bắn thử trên bờ một cái nha, nó có lướt đi không? Hình như cũng lướt đi kìa. À, cũng lướt đi các bạn, bắn nó đụng đất nó lướt đi. Nếu như mà bắn vô trong núi này thì nó có, à nó ghim xuống đất luôn các bạn. Vậy là phải bắn ở trên để bắn xuống nha. Đó thì mới thấy nó lướt đi, nó lướt đi. Giống giống như mình bắn trên mặt nước rồi đó. À, bên đây thì bắn mấy con này luôn một phát. Thử coi. À, bắn trên bờ được 2 triệu mấy, có khi 7 triệu mấy thôi. Còn bắn xuống nước đam cao lắm. Bây giờ mình sẽ cộng thêm cho nó. Rồi, lên thêm chút tốc độ đi. Tốc độ lên cũng nhanh nè, khoảng tầm 300% thôi. Còn còn lại thì rồi cho cái này vô luôn các bạn, để mình có thể cộng điểm cho nó dễ dàng hơn. Đó, mới có mười mấy điểm thôi. Vòng 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 hết. Giờ thử xem coi chiêu phi kiếm của nó có tăng đam lên không nha. Thử 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 lại một cái, bắn xuống dưới nước nè. Đó, cũng 20 mấy triệu đam thôi các bạn, 18, 12 rồi 21 triệu đam. Rồi bắn mấy con trên bờ thì đây là mấy con ngủ ngủ nè, bắn thử. 21 triệu đam luôn các bạn. Hình như cái chiêu này không ảnh hưởng bởi chỉ số đam mà, chắc là chỉ ảnh hưởng bởi cái đòn đánh thường thôi, đam vật lý thôi. Chứ còn đam kia chắc là thiên hướng về giống kiểu quét rồi, ma kiếm rồi. Bắn thử con rùa một cái anh. Wow, cay hết luôn. Bắn con rùa thì được có 18, 17 triệu đam thôi. Đây bắn thử vô mấy cái tên rồi chắc chắn giảm giá rồi. Cũng được 20 triệu đam các bạn. Mà nếu mình cộng lên nữa, 26 điểm nữa nè, cộng lên thêm một chút nữa xem có lên 20 mấy triệu đam không. Đi lên trên này, ở trên này là chỗ cây cột đánh boss mà. Đi vòng vòng cũng quay trở lại chỗ cây cột đánh boss thôi các bạn. Đây bắn ở trên này một cái nha. Đó, hình như được có 24 triệu đam là hết rồi các bạn, nó không tăng lên thêm nữa. Đặc biệt nhất là bắn như mấy con cá là nhảy đam cao lắm. Còn bây giờ thì cắn thường, cái đòn wow wow của nó thì bây giờ 12 triệu đam, cũng ngon đấy chứ. Chỉ có điều là hình như nó không có dồn đam kéo thì 1 giây giống như con Gigan vàng của mình thôi, chứ còn khả năng thì bắn xa rất là ok. Vậy là con này thiên hướng về bắn xa rồi các bạn, bắn một tới phía bên kia luôn nè, nhưng mà không tới con Baranto á, đi tới một chút. Kìa, ồ chết, ủa có con gì á, ồ mình mới mới đánh chết xong mấy con Phantom ở phía bên đây. Hình như là có một con Griffin xuất hiện hay sao á, đánh mấy con Phantom Cano này nè, nó hay xuất hiện là mấy con mới lắm. Cho nên phải đi vòng vòng mình tìm mới được, tìm mấy con Cano Phantom mình đánh xem có xuất hiện con Gigan vàng không á. Phải có con Gigan vàng mình làm thêm một con nữa,
đem về để mình thử nghiệm lai tạo các bạn, lai tạo siêu bot ha. Chỉ còn con tinh tinh khổng lồ thì mình coi thử rồi các bạn, nó không có giới tính, mà không có giới tính thì chắc là không có thể lai tạo được rồi. Bên đây là khu vực đại đài mấy con khủng long ba tầng này, sẵn mình lấy team đó luôn, lên trên này tự hết. Đại đài đây trên mình thấy con các bạn, đánh nhẹ nhẹ thôi, đánh nhẹ cho nó một cái. Ó thì có Griffin kìa, Griffin xuất hiện, Griffin với con cano nữa ha, đánh con này luôn. Ủa chi con gì á, T-Rex hả? Ồ không phải, con gì đó nhìn lạ lắm các bạn. Rồi con Griffin này mình xử nó luôn, chắc có con gì mới nữa không. Kìa kìa, mình thấy có con spawn ở bên bển các bạn. À một con rái cá, à con hải ly, con hải ly, hải ly hải quan tâm luôn. Đây này, bật cái ống dòm lên để dễ nhìn hơn ha. Cái gì á, what, có cái gì xuất hiện á. Chiêu của con này thì đợi có con chiêu này mới không. Ờ nó chỉ đúng có một chiêu là phi kiếm thôi các bạn, ngoài ra là kỹ năng để farm giống như con carry của vanilla thôi, đúng một chiêu phi kiếm luôn á. Con này thì đánh cho một cái được cái nón đó nè, được thêm một cái nón hệ rim với 1500 giáp. Và con bên đây nè, à con này mới là con T-Rex thì các bạn, đánh con T-Rex luôn một cái. Có con gì mới xuất hiện nữa không? Rồi đánh con T-Rex xong rồi tuyệt ngồi luôn rồi. Trên này có xác con Griffin lấy lô xác. Và phía bên đây thì không phải là con T-Rex mà nó là một cái con 1800 luôn hả? Chỉ số đam của nó bị âm rồi kìa các bạn. Trời ơi còn không không kìa. Chỉ số máu của nó 2 triệu mấy mà. Ôi turbo của nó có phần 7 triệu luôn á. Nó ăn cái Mutant Kibble 7 cái hả? Mutant Kibble này căng á. Nhưng mà nó chắc là ăn cũng Golden Kibble được ha. Con này phiên bản tem được nè các bạn. Omander. Ôi con này cái hình của nó là con T-Rex ha. Nhưng mà nó giống như cái con. Ồ cái này là con T-Rex có lông các bạn. Ờ bắt nó mới được. Đây đây, mình sẽ đem con khỉ của mình qua, tìm cho nó rất an toàn, mình để con này cái. Ví dụ như, à đây 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 các bạn, để chỗ căn cứ cũ của mình đi, không tấn công linh tinh nha. Mình sẽ lấy con khỉ của mình qua chơi với nó. Mấy triệu tù vô không biết đánh được không đây. Chỉ sợ nó bị chết thôi các bạn. Máu của nó mình thấy hơi bị yếu ha. Trong khi tù vô nó thì lại quá cao. Rồi nó đây nè, mà có 2.8 triệu thôi à. Vô mình rỉa từng cái đi. Qua già nó cắn chảy máu à. Và rỉa từng cái vào chờ thời gian tăng turbo tối đa lên cho nó đỡ phần nào á. Chứ lại lát nó chết luôn á. Tới bằng 7 triệu turbo lần. Đó tăng lên. Một lần nó tăng lên tối đa là khoảng tầm nè 200.000 không. Ô có chiêu triệu hồi đó, có cái con gì kìa. Wow, một người mấy con gì luôn. What, what, à mấy con Raptor này nó có khả năng đạp mình xuống các bạn, level 1120 hả. À, nó đạp mình rớt xuống lưng thú. Chà con này căng dữ ta, nếu mà chịu hồi ra thì nó sẽ đạp mình té xuống. Con này nè, nếu mà để tem á là hợp lý nhất là phải cần có cái con bờ te á, mà con bờ te tập trước nó ra đi mất tiêu rồi. Bây giờ hơi căng nha, chắc là phải làm đi tìm con bờ te quá. Đèn có bờ te để có con để gây turbo trên vừa bay vừa gây turbo nữa các bạn. Chứ bây giờ còn có con ngựa này coi nè, ngựa này làm phương tiện di chuyển cho mình. Rồi kéo con này về cái nè, kéo con khỉ của mình về cái. Để mình đây nè, khỉ của mình nó bị mất máu. Khỉ mình chắc không suy nhê đâu, chủ yếu là mình thôi à. Mình bị nó đạp xuống nó cắn cái tới chết luôn. Quá khủng khiếp. Nhớ cục đồ nữa nè. Bây giờ thì phải quay trở lại trong chủ thôi. Kéo cái con kia về các bạn. Vậy là con này mình chưa có thu phục được rồi. Xem mô đệ tử nó còn ở đây không. Đây nó vẫn còn y đây các bạn. Thôi con này mình sẽ tính xanh đi. Bây giờ thì mình sẽ cho cái con này của mình về. Bây giờ mình để đâu nè. Nói chung là mạnh. Thôi mình sẽ đi để con này về nhà trước đó. Mình sẽ cưỡi em này đi vòng vòng chút các bạn. Con kia tính sao với em nó. Qua phía bên cái đảo. Ở phía bên đây nè. Dưới này có cái đảo mà hay xuất hiện với con cuộn cuộn lắm. Mình muốn qua mấy anh đó để xem coi hôm nay có spawn mấy con cuộn cuộn không, để mình farm thêm cái bột element đem về. Cái này nó còn bình thường thôi. Và phi kiếm một phát. Ở trên nó có bờ te nè. Bờ te này bờ te bình thường. Bờ te mình không cần rồi. Cần có con bờ te của mod á. Đây nè, hôm nay xuất hiện cái con robot bốn chân nè. Robot bốn chân nó thì cũng rớt bản thiết kế luôn á. Xuống đây mình coi coi bản thiết kế này là cái gì đây.
lên trên lưng con này ngồi coi đồ cho nó dễ an toàn hơn. Và đây à, level có 163 các bạn, mà nó tốn nó tận 40 rồi 46.000 cái tấm à, cái bột element các bạn. Trời, tốn hơn cả cái con cuộn cuộn lần trước nữa. Công thức chế tạo con cuộn cuộn lần trước nó còn ít, chứ còn con này quá khủng khiếp. Trên này có mấy con voi, ở có con bờ te nè, bờ te phantom nữa hả, bờ te phantom mình tử bờ te luôn. Thêm mấy con gì mới xuất hiện nữa không? Không có rồi. Bên đây hôm nay không có xuất hiện mấy con cuộn nữa. Con cuộn hôm nay không có trên này rồi. À, đi về các bạn. Tính vào phía bên đây farm mấy con cuộn cuộn mà nó chưa spawn ra, cho nên là đi về với căn cứ. Con này bây giờ mình cũng chưa biết để đâu nữa. Chắc là để trên nóc căn cứ của mình tạm được các bạn. Dự định chắc là nâng cấp căn cứ của mình lên cao rồi sau đó thì để nó trên đỉnh các bạn. Con này nó có cái sừng á, để trên đỉnh chắc là cũng hợp lý, giống như kiểu cái radar đó ha. Máy quét đó các bạn. Làm để nó trên này nè. Bây giờ thì tạm thời để trên này. Và mình chưa có cho nó vô cái phần chắc cơ đó. Chắc cơ thì mình đã hết sạch rồi. Hôm nay chế tạo lại khoảng tầm 20 cái để dành sử dụng từ từ luôn nè. Đó. Mỗi lần chế tạo nhiều nhiều chút để dành sử dụng dần 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 nè. Mấy cái đó thì không sợ dư đâu, cần hoài mà. Đây rồi. Và em nói nãy farm được gỗ nhiều lắm. Mình sẽ cho gỗ lên trên người con mammut ở phía bên này để cho nó nấu cho mình thành than tiếp ha. Ủa trong này hết than luôn rồi nè. Đó, nấu thêm đi cưng. Cho thêm lên craft nữa, nấu cho nhanh hơn nữa nha. Rồi con nó đã có chắc cơ. Đem lên phía bên trên nó căn cứ thôi. Để trên này đi. Này nó là tên là Ti đúng không? Tiệm Ti các bạn. À, là con cái luôn đó nè. Ủa mà sao nó bị gì á? Ôi, nó bị lún xuống dưới luôn rồi. Chà, chạy cứng nhắc luôn bài đi không được. Nếu mà như vậy thì mình phải sử dụng tới cách là đưa cái con ngang ngựa của mình lên nè. Mình sẽ bay lên trên, lơ lửng ở phía bên trên và kéo nó. À, với cách này thì có thể tìm vô ti. Đó, được không? Đó, được rồi. Nó bay lên phía bên trên, nó không có bị lỗi nữa là ok. Này, cây đầu cho nó ngay ngắn là một cái là đẹp luôn nè. Cho nó hướng về phía bên chỗ bên kia các bạn. Hai con boss hai bên nè. Mình muốn là cho cái con siêu boss của mình bạn, mỗi một con đứng đơn độc một chỗ, nhưng mà phía bên đó là dành cho con Gigan á, phía bên đây Tinh Tinh, còn trên này là dành cho con nha à, con quỷ 10 tỷ máu, con Harry, cái này là Harry Robot rồi. Hôm nay chắc phải đi tìm mấy con bò te thôi phía bên đảo chết nè. Đảo chết này có bạn comment nói là qua phía bên đây farm là maximum level luôn á, tại ở phía bên đây toàn mấy con level cao cao thôi các bạn. Có cả rồng nữa nè. Ồ rồng Phantom nữa hả? Đem mấy con Gigan của mình qua phía bên đây liên thì chắc là đơn giản quá rồi. Trên này bây giờ hôm nay thì đúng rồi, mình sẽ đi tìm con MT của Paranoid các bạn. Không biết mình bắt được con MT của Paranoid không nhá. MT của Paranoid thì cần có keeper Paranoid, mà keeper của Paranoid thì căng lắm. Cần có trái tim của con công á. Con công thì mình chưa có thấy nó bao giờ luôn nữa. Trái tim con công thì hơi bị căng. Không biết tìm đâu nữa. Chắc phải đánh con mấy con kinh công quá. Hôm này không có rồi. MT thấy hay xuất hiện ở trên mấy cây trên này đó nè. Khu vực này kiểu như khu vực của mấy MT á. Trên này có con nè. Ôi con này thì con bờ te 616 à, 600 mấy chắc bắt luôn quá. Dưới có con phantom nữa à, một con phantom ở dưới này đang đánh nè. Ta mình sẽ cho con ngựa của mình chơi nó lại, sử dụng pháp phép thuật với nó mọi hai bưởi. Ok, đánh được không? Chơi được á, mà chơi tới luôn. Ồ chúng con kia hả? Ôi mình sợ con bị chết luôn chứ. Ok, phantom đã chết rồi, có xuất hiện con gì mới nữa không? Hình như không có rồi. Và con này thì wow, 9 triệu mấy turbo rồi, có 3 triệu máu các bạn. Bây giờ em nó bị yếu máu đi, còn có 2 triệu mấy tu máu thôi à. Bola nó lại, sau đó lấy con khỉ đánh nó. Bola mình muốn còn không đây? Bola mình hết, mình hình như mình lần trước mình có mà mình không xài, mình dùng hết cho nên đỡ chật rương rồi. Để về nhà chế thêm một mớ Bola nữa ha. Quay trở lại với con khỉ. Sau đó thì Bola lại, hay là sử dụng súng lưới. Sử dụng súng lưới có vẻ như là biện pháp hợp lý hơn nè. Đâu mà 4 mình như 40. Đây đây, 43 đó bạn. Học luôn cái cây này luôn. Khi súng lưới là cái tên là ha đúng không? Trong bạn này chế tạo được không? À trong này các bạn đây đây, bấm một cái lâu quá không chế tạo súng lưới quên luôn. Và cái nét nữa. Cái nét này thì bấm khoảng tầm 20 cái luôn. Ok. Chơi hẳn nhiều nhiều luôn á.
Rồi chờ đợi cây này quen một cái. Ok, lấy cái trúng lưới lắp vô. Trời, bây giờ đồ trên người của mình nhiều quá. Trúng lưới nè, rồi cái đạn lưới luôn. Tìm cái nét trong này, đồ nhiều quá cũng hơi khó nhìn. Đây rồi, bây giờ thì thay đạn một phát. Ok, tự động thay đạn luôn. Mình sẽ bắn cho nó dính cái súng lưới, sau đó thì kéo con khỉ qua giả cho nó. Giả tới, giả tới, giả tới luôn. Con này chắc phải giả từ từ á, vừa bay vừa bắn được mà. Đúng rồi, hợp lý, hợp lý, hợp lý. Dính không? Ok, dính, 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 rớt, rớt, rớt. Rớt này, rớt này, rớt này. Kéo con khỉ của mình qua, nhanh, 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 nhanh. Đây rồi, đây rồi. Chà, turbo nó hơi nhiều các bạn. Chắc là cũng đánh hơi căng đây. Bây giờ dồn dập quá sợ nó chết luôn á chứ. Thôi đánh từ từ thôi. Đĩa từng cái tận dụng hiệu ứng tăng turbo. Thêm một cái nữa nè. Nhưng mà giả vậy thì hơi lâu quá. Rồi nó sắp sửa bay được nữa rồi các bạn. Chà, căng dữ. Rồi, thêm một cái nữa nè. Mình chỉ sợ nó bị chết thôi chứ không sợ nó bay mất đâu các bạn. Cứ dí theo nó. Đúng rồi, mình có cái bông. Phải, phải, đây, đây, cái bông này nè. Cái bông này có công dụng cũng hay đó các bạn. Thu hút sự chú ý của những con hiền hiền á. Nó cũng sẽ trở nên hung hãn hơn thôi. Rồi, chờ đợi tăng lên. Chờ đợi gần hết cái hiệu ứng của cái súng lưới. Mình sẽ cào vô đó thêm một cái nữa. Đó. Rồi, thêm một cái trước khi nó bay nè. Ok. Bây giờ thì sử dụng cái đó thì nó quay trở lại liền đúng không? Đây, thử luôn bạn. Cái chín cái này. Ờ, nó không quay trở lại. Bay luôn rồi, nhảy qua một cái nè. Nó thấy mình, nó dí các bạn. Ủa, bay ngang qua đời nó luôn mà nó không dí theo mình. Ủa, tao bay ra thì dí, mấy con này thì dí mình kìa. Còn nó thì nó không chịu dí. Ủa, nó đâu rồi? Mới khuất sau cái cây cái nó mất tiêu các bạn. À, nó trên kìa, nó trên kìa. Và mình hết hiệu ứng mất tiêu rồi. Con này mình sẽ thay đạn nha. Vừa cưỡi con này mình có thể vừa bắn được luôn nữa. Cho nên dụ xuống dưới bằng cách là uống cái thuốc vô. Và em nói thì khó nhìn quá. Bây giờ thì cũng trời sắp sửa dần dần tối đi rồi các bạn. Con này thì có nhiều bạn nói là nó có khả năng đánh tăng turbo ghê lắm. Cho nên bắt thay thế cho con kia là hợp lý. Mà em nói thì bây giờ mất tiêu rồi nè. Phải kéo con ngựa xuống quá. Đây. Kéo con ngựa xuống làm lại các bạn. Làm lại cái độ mà mình bắn xuống lưới. À, nó xuống dưới này nè. Đây 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 đây. Đây thì mình sẽ chỉ sử dụng cái này thôi. À đó đó, nó bắt đầu quạo lên các bạn, nó bắt đầu quạo lên rồi. Túi nàng quỷ. Đây rồi. Thì một cái nè. Đó. Nó thấy mình nó cũng bắt đầu dí các bạn. Thu hút sự chú ý của nó thì cũng được đó. Chạy xa xa thành cái. Rồi. Cào thêm một cái nữa. Nó đánh mình, ủa cũng tăng turbo nữa bạn. À, hàng gì. Rồi bây giờ thì cho nó xuống lưới vô. Dính 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 dính. À, nằm nằm nằm. Thêm một cái nữa nè. Hồi nãy là do nó không có đánh mình ha, cho nên không có tăng turbo. Còn bây giờ thì nó đánh con khỉ của mình tăng turbo ghê lắm luôn á. Và thêm một chút đam như nó đi. Đánh tăng turbo cho nhanh. Con này mà có còn có bờ te đó các bạn. Mình dí nó mình sắn thì chắc là tiện hơn á. Còn bây giờ con khỉ thì đánh nó hơi bị khó. Cần phải dụ như vậy nè. Thêm một cái đi. Từ từ chúng ta sẽ có được thôi. Vấn đề quan trọng bây giờ mình lo lắng là chỉ sợ nó bị chết đi thôi à. Không đủ cái phần máu để cho mình đánh tăng turbo lên tối đa. Nên cứ nhẹ nhẹ tay nó, từ từ cào từ phát thôi. Canh lâu lâu mình quạo một cái. Nghiêng 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 xung quanh nữa, có mờ te nào khác nữa không? Xung quanh những con này hả? Tiếp tục thêm một cái nữa nè. Ủa? Sao đứng vậy rồi? Tự nhiên nó đứng vậy luôn rồi. Thêm một cái nữa nha. Được khoảng tầm 15% ống turbo của nó rồi. Và thêm một cái trước khi em nó bỏ chạy nè. Và hai đạn cái ăn. Chờ đợi cho nó cool down xong mới đã. Uống thêm một cái bông vô nữa. À, đẹp luôn nè. Đây. Ủa, mất thì cái giao diện rồi. Ủa, bấm số 9 mà. Tính không tự ăn. À đây rồi, ăn vô. Đó, đó, nó lại quay trở lại rồi các bạn. Nó quay trở lại thì mình sẽ sử dụng cái súng lưới mình tóm nó ăn. Một cái nè. Nó vẫn còn đang kháng các bạn, đang kháng cái súng lưới bắn không có được. Và như vậy thì nó sẽ đánh mình tăng turbo đó. Ghê quá, ghê quá. Để né ra một cái. Hết kháng chưa? Ok, hết kháng rồi nè. Rồi. Mình nhớ là hình như mình có một cái bình thuốc để giải turbo á.
giải một cái. Bình thuốc đó là bình này đúng không? Uống như thử một cái nha. À đúng rồi các bạn, ui có bình giải turbo rồi, hết sợ rồi, hết sợ rồi. Vậy là em này sớm muộn cũng chỉ trở thành đệ tử của mình thôi. Vấn đề quan tâm tiếp theo đó các bạn là sợ là nó không có ăn được cái Golden Keeper thôi, chứ còn ăn được thì ngon luôn á. Thêm một cái này cần. Nãy giờ thì mình liên tục cào cào con này các bạn, bắn cho nó xỉu mềm mỏng với nó, thì bây giờ đã đến lúc đậy rồi, dồn đam vô luôn. Em nó còn 900 ngàn máu các bạn, nãy giờ mình cứ sợ nó chết, các bạn phải mềm mỏng mềm mỏng mềm mỏng, từ phát cào từ từ thôi. Và quan trọng nhất bây giờ là nó có ăn cái Golden Keeper hay không nè. Golden Keeper đây, đặt bỏ trong này thì rồi luôn rồi, có vẻ như không ổn mà các bạn, không được rồi. Mấy con siêu boss đó ha thì nó lại ăn cái Golden Keeper rất là đơn giản luôn, còn con này thì không chịu ăn rồi, nó bắt buộc phải ăn cái Paranoid Keeper. Mà cái Paranoid đó thì trong này nè các bạn, mình chưa có học nữa, nhưng mà mình đã nhìn thấy công thức, cứ cần có một trái tim của con công, mấy trái tim còn lại thì gan gan ga thì mình có nè ha, trái tim con công thì chưa có rồi, vậy là chưa có thể thu phục được con này. Thôi thì cứ để em nó nằm ngủ ở đây thôi, mình sẽ cho nó giảm thuốc thử là nó ăn không nha. Giảm xuống hết luôn nè, thì nó cũng kêu là mình bỏ thức ăn như trong cái inventory của nó, chứ nó không có chịu ăn cái này à. Ăn này quá dễ cho mình ha, giống như những con siêu boss thôi. Vậy là phải có trái tim của con công, mà cái này còn có hai cái kiếp bỏ bạn, nghĩa là hai trái tim của con công á. Ồ vậy là chưa được các bạn, thôi đi về với căn cứ thôi. Hôm nay chúng ta đã được có được một con siêu boss các bạn, còn con bờ te thì trời ơi, phải có được em nói thì mình có phương tiện để có thể đi thu phục thú trên không nữa rồi, nhưng mà tiếc cái là vẫn chưa được á. À, về với căn cứ để mình sắp xếp mấy con điện tử của mình cho nó ngay ngắn trở lại các bạn, đội ngũ siêu chiến binh của mình nè. À, thôi em nó vẫn còn ở phía bên trên, không có bị biến mất là được. Lần trước mất cái con Gengar các bạn, thu phục được có một khoảng thời gian sau là nó mất tiêu rồi, còn mấy con siêu boss này thì rất là ok luôn nha, em nó vẫn ổn. Giải con người cho ngay ngắn như cái đó. Vậy là trong tập ngày hôm nay đó bạn, thì mình đã thu phục thành công được thêm một con siêu boss nữa. Con siêu boss này là lúc nó tem nó sẽ là 10 tỷ 8 máu các bạn. Sau khi tem xong á thì mình chưa có nâng cho nó, à nó bị reset điểm này sao, mình chưa có nâng máu. Nếu mà nâng máu lên thì nó cũng sẽ lên được 1 tỷ máu rồi nè. Nhưng mà con này mình thấy là lên sức mạnh sẽ hợp lý hơn á. 1 tỷ máu thì chắc là ok rồi. Con này nó ăn bánh kem nè. Ồ nó tự ăn bánh kem luôn các bạn. Cộng cho nó thêm nha, mới được có 100 mấy thôi à. Và mình sẽ cho nó uống cái bình này, giờ cho nó đầy máu lại. Ok. Đó. Sắp tới mình sẽ nâng cấp căn cứ của mình lên bạn, chắc ở tập tiếp theo đi ha. Ở tập tiếp theo mình sẽ đi thu phục cái con gì á, cái con nãy mình đánh con Phantom các bạn xuất hiện ra đó. Với lại mình sẽ nâng cấp căn cứ của mình, xây dựng cao lên phía bên trên để cho nó trở thành giống một cái tòa tháp đó bạn. Rồi mình để con hươu của mình lên nè, là đẹp luôn. Và con hươu thì chắc mình phải đặt tên nó là con hươu ma kiếm các bạn, hay là con Terry ma kiếm cũng được. Cái này chắc phải gọi nó là con Harry ma kiếm nha, nó có khả năng phóng kiếm ghê quá. Và video của mình trong tập ngày hôm nay bây giờ thì cũng khá là dài rồi các bạn, cho nên có lẽ là mình cũng phải tạm dừng tại đây thôi. Nếu bạn cảm thấy thích những video của mình thì đừng quên cho mình xin một like cũng như một đăng ký kênh để mình có động lực làm thêm những video tiếp theo cho bạn cùng xem đó nha. Còn bây giờ thì bye bye.